ở xã nào mà qua bên phà An Bình này cháu? Dạ con ở xã An Bình. Dạ, bên đó có khu du lịch gì vậy? Dạ có cây cầu, khu du lịch Vũng Sang, có vườn trái cây sinh thái. À, vườn trái cây đó là của ai ta? Dạ của vườn bé Sáu. Bé Sáu. Vườn Ngọc Lý mà nói chung là nhiều lắm. À, như vậy là qua bên đó là đủ cái trò chơi hoặc là có những cái chỗ mình để mình trải nghiệm đấy ha. Có tác nhân bắt cá thì nói chung là cả ngựa cả đà điểu nhiều lắm. Cảm ơn cháu đã cho mình ghi hình nha. Cháu đồng ý, cảm ơn. Đó là một cái phà An Bình nha các bạn. Quê này cho mấy người xa quê, ta vô ta thấy cái quê, cảnh quê mình thôi chứ không có ý gì.